Thưa sư, một người thực sự có lỗi, con báo cáo lỗi đó lên bên ban giám đốc khiến người đó bị đuổi, thì con có tạo nghiệp không? Con báo cáo không phải vì thù ghét cá nhân mà vì người đó không chịu sửa. Mong sư hoan hỷ giảng cho con hiểu. Xin thưa với quý vị đó, tất cả các hành động của mình á, mà chỉ cần mình có chủ ý thì nó đều đã tạo nghiệp rồi. Thành ra là chúng ta cẩn thận. Sư đưa ra một cái trường hợp, sư ở trong chùa đi. Thì chùa đó, bây giờ chó một phần là thiên hạ họ gửi vào. Giống như là giờ chó không biết để chỗ nào thì cứ quăng vào chùa thôi. Rồi một phần, một lớp là chó trong chùa nó đẻ. Thành ra bây giờ nó chó đầy hết trơn mà quý vị biết chó mà nó đâu có ý thức. Cho nên là nó phóng uế đầy chùa hết. Nhưng mà có khi sư không có dám nói. Cái lý do sư không dám nói là gì? Là bởi vì sư không muốn vì lời nói của sư mà những con chó nó bị đuổi khỏi chùa. Quý vị hiểu không? Sư chỉ lâu lâu thì sư phiền, sư nói vui thôi, nói vui thôi. Giờ chùa mình giống như thành cái bãi chiến trường, đi đâu cũng thấy mìn hết trơn. Đi phải chánh niệm, không chánh niệm là dẫm mìn. Nói vui vậy thôi đó. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta phải cẩn thận cái chủ ý của mình, cẩn thận cái hậu quả của lời nói mình, cái kết quả của nó ha. Bất kể cái gì mà mình chỉ cần có chủ ý thì nó đều là nghiệp. Cái quan trọng là cái chủ ý của mình á, là chủ ý thiện hay bất thiện. Quý vị, cho nên đó là lý do tại sao mà sư kêu quý vị á, thực hành tứ niệm xứ để chi vậy? Khi thực hành tứ niệm xứ á, mình mới nhìn rõ tâm của mình, để mình biết cái tâm của mình á, khi mình nói cái đó là tâm gì? Tâm thiện hay bất thiện? Nó có tâm tham, nó có tâm sân, nó có tâm si đi kèm trong đó hay không, hay là mình đang nói bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Phải thực hành, không thực hành thì quý vị không phân biệt được. Xin ơi, bây giờ đó mình thấy người ta có lỗi, mình báo cáo cái lỗi, có khi là mình báo cáo bởi vì mình thấy phiền, mình thấy khó chịu với cái lỗi đó, cho nên mình báo cáo với ý muốn là để cho cái phiền đó nó không còn xuất hiện nữa, để cẩn thận. Hay là mình nói bằng cái lòng từ đó là vì cái lòng tốt cho công ty và vì tốt cho chính con người này và vì tốt cho một cái cộng đồng, cho nên đó là cái sự việc này cần phải được xử lý, cần phải được giải quyết đó. Nó khác nhau nhiều lắm. Mà muốn biết rõ hỏi chính mình. Mà nếu như chính mình không trả lời được thì thực hành tứ niệm xứ, rồi quý vị sẽ có câu trả lời ha. Về vấn đề này thì không biết ý sư Tuệ Tường như thế nào. Xin thưa quý vị, để Đức Hạnh Tuệ trả lời á, thì sư cũng đồng ý với cái cách trả lời của Đại Đức, nghĩa là Đại Đức trả lời theo hướng đây là một câu hỏi mở, nên là để tốt nhất để trả lời câu hỏi này chính quý vị phải là người trả lời câu hỏi này, không? Nghĩa là mình phải hiểu rõ cái tâm mình như thế nào. Đức Hạnh Tuệ đã diễn giải đó, cho nên là sư sẽ không có giải thích thêm cái câu hỏi này, tại quá rõ ràng rồi. Ở đây sư chỉ bổ sung thêm cái điều này thôi. Cái sự bổ sung sư á, quý vị xem á, như là một cái gợi ý và cũng là một cái lời khuyên, không? Để mình hiểu rõ về cái chữ mà gọi là nghiệp hơn. Thì vì ở đây á, thì cái vị này hỏi đó là như vậy, con có tạo nghiệp không? Tại vì khi thì sư hiểu được, nghe đây là quý vị không sai, quý vị không có sai, nhưng mà do là có thể là do cái văn hóa mình đi gọi là văn hóa đi ha, cho dễ hiểu ha. Tại vì văn hóa mình á, mình khi mà nói đi chuyển nghiệp á, trong Pali, từ cái Pali là cam má đó, thì do văn hóa của người Việt mình hiểu cái chữ nghiệp á, là thường thường là hiểu theo cái xu hướng, cái chiều hướng gọi là tiêu cực, thiên về tiêu cực hơn, đúng không ạ? Giống như là mình hay nói, mình thấy một người đó gặp nạn, mình cứ nghiệp nghiệp mày nặng lắm nè,
nghiệp ông nặng lắm, nghiệp bà nặng lắm nè. Nhưng mà mình không biết rằng á, cái thuần tí hiểu về cái chữ nghiệp này á, nó không mang hơi hướng tiêu cực không? Và không mang hơi hướng thiên về tích cực. Nếu mà nói đúng là nó trung tính không? Tại vì nói về, nếu mà nói về chữ nghiệp á, là có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thưa quý vị, chứ không phải mà mình hiểu theo một cách văn hóa, theo một cách lối mòn á, là cứ nói chuyên nghiệp á là hiểu nó tiêu cực. Thì cái đó hiểu đó thì hiểu được cái văn hóa như vậy á thì nó chỉ đúng theo cái hiểu của dân gian thôi. Còn nếu mà nếu quý vị á hiểu đúng theo tinh thần lời Phật dạy á, như sư đã nói đó, nghiệp là có thiện và có bất thiện à. Cho nên á là nếu mà sau này á, quý vị có đặt những câu hỏi tương tự như vậy nè, thì quý vị có thể như thêm như vậy. Đây là cái lời khuyên của sư ha, cái sự gợi ý thôi để cho quý vị có sự hiểu biết về luật nghiệp báo, giống như là hiểu biết về lời Phật dạy nó đúng hơn, nó chuẩn hơn thôi, sẽ tốt cho mình trên quá trình tu tập. Giống như thay vì câu này thì quý vị hỏi là khiến người đó bị đuổi thì con có tạo nghiệp bất thiện hay không? Đó, thì cái đó thì nó chỉnh chu hơn, nó hay hơn. Quý vị cũng hiểu ý sư ha. Còn mình nên tập hiểu cái chữ nghiệp á, là nó ở nghĩa trung tính, có nghĩa là có nghiệp bất thiện và cũng có nghiệp thiện, chứ mình hiểu theo lối mòn, hiểu theo cái văn hóa là cứ nghe đến chữ nghiệp là nó là tiêu cực thì nó không có đúng với là tinh thần của lời Phật dạy. Thì sư chỉ có cái ý nhỏ và có lời khuyên đến cho quý vị khi mà xem qua cái câu hỏi thôi. Dạ, xin kết thúc. Ta qua câu hỏi tiếp theo.